cái này vô hình nó không é không à, cái này vô hình không é không hả? À, cái mà cái hay ghi á, cái này là cái một không 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 ti á, cái này là 1003 ghi nha, hai ba ghi vậy mà nó không có ti rồi. Cái này đi, cái này tôi làm đi sinh cái sao tắt luôn rồi mẹ trời. Cái này là 1005 ti 4 ghi nè, cái này 4 cái đó 4 ghi luôn. Rồi để tháo ra đi về. Anh gửi xe thành công cũng được. Bởi vì tôi có nhà tôi có xe hồi xưa tôi phải được mày á, chuyên môn á chạy cứ đậu rồi biết. Dạ. Cái này là đang chạy vệ sinh không chạy hả? Vệ sinh rồi, cái tắt luôn. Mắc áp rồi. Mắc nguồn một quan rồi. Thì giờ anh coi anh cứu giùm. Đang là mắc nguồn một quan rồi. Nguồn một quan có mắc áp rồi. Có nguồn một quan 8 là mắc nguồn một quan rồi. Anh vệ sinh chạm bây giờ. Mắc áp rồi. Tôi thấy nó giờ keo nó lem mấy dưới xe rồi bị u cái tôi lấy xăng tôi chạm. Mắc áp rồi. Mới nhờ giúp. Em chốt. Tôi mốt rồi mà chị cái tôi gãy xe đó cái tôi nhờ cái anh ôm nó đem đem vô đây giùm. Cũng được. Ở đó cái xe nó có xe ôm đem vô đây như điện thoại vậy anh. Ờ, tại sao tôi muốn đi xuống đây lần tôi biết anh gặp anh là cái quà quá. Ở Vũng Tàu cũng gửi lên xe ôm không? Mà thấy tội nghiệp, tại nhiều lúc đi ra gửi tới rồi lui tốn nhiều phí á. Em cũng hỗ trợ lấy giá tạt ra luôn. Tại nhiều lúc mấy anh em gửi ở nhà xe vô tốn phí này kia. Mình cũng đam mê được. Thì đúng rồi, thầy mới đam mê. Chứ tôi nói thiệt anh, tôi dốt đặt không biết gì hết mà tôi làm thì nét ban cho tôi. Nó đứng là tôi tên anh là thí sinh á, anh dạy á. Cái này nó bị mắc nguồn một con, anh vệ sinh sao nó bị mắc nguồn? Tôi lấy cỏ quét cái dính này chứ đâu, tôi thấy giờ tôi lấy rửa. Cái này không lên hình đúng không? Không chạy quẹt gì. Lùng. Tình yêu dân cao giờ này nơi phương nào. Cái thùng em bên này 32 thùng nó bỏ lên đi rồi ok chứ, lên là làm tiền vậy ok chứ. Cái mì nào chết mày bỏ đâu đưa thương vụ hai thùng đó mình mọi người bỏ trên góc lên. Chạy chiếc chạy chiếc chung chung chiếc thằng ghi đây nhà để đây nhà đi hai thùng đi thùng nhà để nó đi để cùng ghi ngoài bao được. Tôi có nhớ mà tôi còn 2 kg nữa, tôi lập chết 2 kg chạm chết 2 kg luôn hả? Anh coi chừng anh chà cái nó rớt rớt bụi á, rớt tụ á, rớt tụ chở. Tôi đi đã rồi, tôi mới nhớ tôi nói thôi để mốt có dịp nào rồi tôi đi chứ giờ đi xuống tới cả 10 cây số luôn. Mười cây số ngán lắm, đi chạy vòng vòng. Tôi mới nhớ là tôi còn 2 kg nữa. Cái này là bị mắc nguồn một con. Chất sữa gắn vệ sinh chạm á. Cứ để 2 thùng nó một bên đi dừng ơi, để ngoài chỗ nào bên đi chiều dụng cụ sắp xếp lại. Dụng cụ sắp xếp lại lại sao? Quá sắp xếp cái xe cạc lại. Dụng cụ chưa cạc kẹp chẳng tội nghiệp anh nó bình dương lên. Nhưng mà cũng biết chưa à? Cũng biết nữa.
quay hên quá giờ mới biết đấy. Trời ơi, làm mấy cái gì công việc làm cho anh còn chỉ. Rồi ok chưa, 1057 ông lên đi nè, thấy không? Này 1057 bấm ti chứ. Uống đi. Rồi bấm bọc luôn nha. Ok, chụp cái địa chỉ ra kia, dán lên phòng cho cho mấy em. Xe ôm á. Tại cái xe đó là xe cũng ở gần nhà, sát nhà luôn. Hồi xưa giờ tôi dẫn đầu xuống mài là chuyên môn lỡi xe đó. Mà tôi mới tới công ty mà. Đúng rồi, đang quay luôn, vụ live stream luôn. Anh Hồng luôn. Thế là không phải diễn đúng không? Quay diễn. Nhìn là cái không giòn rồi. Diễn không giòn. Em sửa toàn nước tay vô đây, em sửa like không chứ cái nào mà ngồi quay. Thời gian nó mà ngồi mà quay mà cắt. Thời gian cơm mà không ra, không nó không thôi mà. Cái này là bản 3G giống nhau nè. Có app đủ nè, app luôn, đầy đủ nè. Đó là mình chưa đụng nói gì hết, bạn ngồi bé không à. Chạy cái sập cái là cái nguồn hơi dâng tí. Hôm qua mình nhắn đi hôm qua nè, hôm qua anh thấy anh nhắn tin cho em mà. Hôm qua cái ông tại không mưa cái ở nhà cái buổi sáng này. Cái mức cái nguồn của cái này là nó bị dâng cao nha. Để giờ tạm thời là giải quyết cho anh một xài một cái thôi. Giờ anh coi cách nào mà anh cắt một chỗ ổn định cho mấy. Bây giờ để em làm cái thì chút xíu. Anh có không? Cái gì mà không được anh có anh thay giùm mình luôn. Rồi biết rồi, đây giờ. Anh tính là sợi tổng HDMI bị lỗi. Để em coi. Mình có hỏi mình chờ tới tối của mình á. Tại lâu lâu cho mình xuống tới đây rồi mình ở mình chơi. Nãy chờ tới tối là mới đồng tới giờ đi nhậu luôn đó. Giờ đi uống bia ôm luôn đó. Một không năm không hai ghi. Cái mức nguồn 1 volt nguồn gam cao quá. Nước sôi. Cái này nguồn gam nó dâng cao. Rồi thứ hai nữa cái cổng tiếp xúc của cổng HDMI lỗi em xả luôn rồi. Giờ coi làm sao mà chỗ định cho mình nhé. Để lên kia luôn. Có một cứng là lên kia để thấy đó. Còn nó còn hộp é thì ăn hộp é. Rồi, rồi ok.
cái này thì nó đang chạy mình làm vệ sinh là nó chết thôi, còn cái đó nó đang chạy cái sập xuống tắt cái mở lên trên đầu con bé. Nãy nó đang bị mất nguồn, nó sụp cái mất nguồn luôn, nó thiếu nguồn cái nó lên cái nó tắt nữa. Cái chuẩn bị cái cổng xe rồi. Rõ luôn rồi. Làm cho em ai đây hàng phụ anh. Còn con cái gì nhất rồi. Xin anh tin kia. Ồ, xin gì, mốt mà mày xin hoài. Có anh Đức mình hàng ra đi. Đặt, tự lập cái viên gì mà xin chứ. Đăng buồn, cứ xin đã. Đuôi dân trường thì làm lặng em ở ngay đấy. Em ở ngay cái giờ cho khách cái. Đi nấu đi. Giờ cho nó lên cái luôn ha. Cái màn hình của anh bị trắng hả? Ờ, màn hình nó hột kia luôn rồi. Màn hình kia, màn hình kia. Màn hình nó xúc. Ờ, bị dạ, bị dạ. Cái này không có gì hết. Dạ, bao nhiêu? Cho. Mở màn hình lấy điện vô, mang ghi điện vô viêm đấy. Này còn 5 cơ là 19 luôn, cho 19 vô nè. Tôi tỉnh là chết cũng mười mấy vô nè. Tại bao nhiêu vô nè em? 19 vô này gì ạ? Là ngon rồi phải không anh? Để tới trời ơi, ok, quý đề mình đi, kết thúc mọi người.